Đúng luôn rồi. Đây. Đây. Trời cái tay. Để vô lẩu đó, đúng rồi. Để vô. Để vô. Vô vô. Vô cái nhảy vô. Chút mất tiêu đi nha. Ủa, sao bà để cái trứng ở đó? Thì để nào? Để đè xuống. Ờ, sao? Để đè xuống, cho dính. Thì lướt bẹp bây giờ nè. Có, nhả đi nhả. Một chút này sẽ có món ngon nha. Không biết món ngon bằng gì. Rồi, nhìn bằng háo hức nè. Đâu, ra mặt hôm nay háo hức đâu, đâu. Đâu, đưa cái tay đây coi. Con thích nhất là cái tay này nè. Đâu. Ngón này nè. Xuống này đưa tay nè. Rồi, đưa tay đi. Như cô sợ cô còng. Đã vô lò à. Chỉ cần khi nó kêu cúp nữa thôi. Là món trứng của chúng ta sẽ chín. Đâu đi giờ đâu. Kia, chắc mấy bạn không thấy đâu. Thấy rồi. Ở đây này đấy. Mình đang nướng trứng vịt bằng cách sẽ đặt đây. Bằng cách đầu tiên lấy một cái bồn ấp vô giống hồi nãy. Ấp vô giống hồi nãy. Rồi sao nữa? Sau đó bỏ vào lửa đợi cho nó chín thì thôi. Vậy rồi hả? Rồi. Phải chuẩn bị một cái khăn một cái lá gì đó lấy rồi nóng lắm. Chúng ta còn phải cho cái gì dài dài đó, dài dài mới đoạn được chứ. Dài dài những cái ngắn ngủn nóng chết luôn sao. Cái bạn nói cái gì tào lao với nhau vậy? Cái còn không tào lao. Hồi nãy trứng vịt làm sao, làm sao đem nướng? Muốn ăn trứng vịt mình phải làm sao? Mắt cắn là gì? Lột ra. Trời ơi, ai không biết lột là ăn không? Nướng bằng cách nào? Đây, để con. Rồi, để con. Chúng ta sẽ nướng và bằng cách bỏ vào lửa. Nhưng mà bỏ bùm, nhưng bỏ lấy bùm bao vòng tròn cái trứng lại, sau đó mới để lên nôi không bị bể. Bao vòng tròn giống cái gì? Giống như kè hả? Giống như kè. Giống bánh bao á hả? Tại sao, tại sao biết lấy bùn bao lại không? Tại vì bùn nó chắc. Chứ tại vì cái trứng vịt mà mình để mình nướng nó sẽ nổ, hiểu không? Nó nổ ra nó giam vô mặt mình. Ừ. Mà hồi nó nghe có bụp là cái là mình đem là mình ăn à? Sao y chang cái lò nướng tự động vậy? Đúng rồi. Tự nhiên cứ bụp, đấy ra. Lại coi đây, có nướng bằng có bập chưa? Ây da, nông qua. Rồi, trở nó đi. Này nhìn nướng con trâu cũng chín nữa mà. Đúng quá. Nướng bắp không? Ăn bắp không? Bắp không mà nướng nha. Bắp thì cũng được. Liện ra đây thôi, cái này có mấy cái lưới nè. Ừ, cũng được. Mà có ăn không? Ăn thì ăn. Ok, đi coi, đây trở cho. Được rồi, tay không ăn hả? Dạ, tay chỉ làm thử rồi. Trời ơi, tiêu rồi. Tay làm thử nó không ăn. Không biết có chín chưa ta. Một chút nó nổ cái bập là chín à. Ba màu luôn rồi. Wow, lửa màu xanh đẹp quá. Nó đang cái lửa ba màu luôn rồi. Đó. Đó. Nghe chỗ đó. Để con quay lửa ba màu. Wow, lửa màu xanh đẹp quá. Không như đồng như điện. Ồ, này nó cháy ba cái kẽm, ba cái dây đồng, dây
dây điện. Ủa, ra màu xanh nè. Chị đâu? Chị đâu, chị đâu? Nằm ngay hai tiếng dịch à. Cửa. Ồ, nhiều luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Nói gì lại coi. Chết tôi ngửi. Chết tôi ngửi. Lần đầu tiên con nhìn thấy lửa màu xanh kìa. Kìa. Trời ơi, cho tôi mượn đi. Cầu xin đó. Hai chiến dịch của chúng ta. Nóng quá. Nè. Ư. Hư. Đi rồi. Ư. Ra sạch. Rồi đợi một chút. Ba mẹ ơi. Đây, đây là cái trứng hộp dịch hồi nãy đây. Cái trứng này khép á. Wow. Vẽ cái máy gì? Trứng này có vẻ rất ngon đây. Ủa đang yếu lại. Người thầy mới lụm mà cho nên là... lửa xanh. Nghĩ lửa xanh nè. Trời. Mất luôn. Rồi xin tồn. Ui nóng quá. Nóng quá. Ngon lắm á. Nóng mỉ á. Ngon. Chị trời, chị nướng như trứng rồi cho nên chị ngon. May quá. Ồ. Ồ trứng này lòng đỏ chưa chín. Đồng đỏ chưa chín mà con thích đồng đỏ chưa chín. Thơm quá. Đặc có đồng đỏ chưa chín. Đúng không mẹ? Nhưng mà mình cắn nó một cái là nó ra nước á. Ừ đúng rồi. Ba ơi. Cái này không bự. Bây giờ tôi sẽ làm sao? Ngon. Tôi thấy nó rất ngon. Cảm ơn mẹ nghe cho tôi biết tiếng. Em tôi thì đồng đỏ chưa chín. Wow, tay coi coi. Quá, kì vậy á. Nãy tôi có ăn thử cho các bạn coi rồi. Wow, trứng có tay đẹp quá, coi coi. Rồi, đây ăn đi. Hồi nãy tôi có ăn cho các bạn coi rồi. Lắp bùng lại nha, chín ngon. Ngon không tay? Không, cái chân đồng đỏ tại bị chảy ra đó. Đồng đỏ con cắn rồi, không có chị. Chảy à, liếm. Nó muỗng không? Dơ. Muỗng rồi. Con tao mới chín luôn cái. Bữa luôn rồi. Muỗng, muỗng nhỏ. Nè. À. Cảm ơn mẹ. Cười lỗi, biết tự lỗi. Wow, wow. Ôi trời ơi, ngon quá. Tay. Ngon. Đấy, bạn thấy trứng là ngon hơn. Trứng của mình bên trong cũng chưa trứng nhưng mà cũng rất chín rồi. Trứng bên đây đâu đó. Tay nói gì coi. Trứng của bên tay ngon hơn đó. Nếu các bạn muốn ăn như vậy là phải làm sao? Để cho dũng bụng vô. Làm gì? Dũng bụng vô để nấu. Thấy bụng vô nấu hả? Nấu mẹ thì không được. Bạn nhớ la phim này. Nói gì chị gái? Đầu cổ dính bụng. Đầu cổ dính bụng à. À nói đi, nói gì đi. Nếu các bạn thấy thích hãy like phim này. Like và chia sẻ. Nó còn tốt rồi. Ngon tay. Ngon gì đây. Trời ơi. Nướng ăn giờ hỏi ngon gì đâu. Cho chị Hai ăn đó đi. Để chị ăn ngon kìa. Ngon không? Nướng nữa không? Nó không, nó cắn khô. Mẹ đang quay nè.
Rồi tay bye bye các bạn đi con. Tay bye bye các bạn con. Các bạn hẹn lại lần sau. Bye bye.